sao Cbiz vạn người mê lại quyết thủ tiết thờ chồng, Lưu Tuyết Hoa khóc từ trẻ đến già. Làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ dù xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại lận đận trong tình duyên. Nhiều người trong số họ còn phải đối mặt với cảnh quá bụa. Thay vì đi tìm tình yêu mới, những sao nữ này lại chọn cuộc sống quá bụa, thủ tiết thờ chồng khiến người hâm mộ vừa xót xa vừa nể phục. Lưu Tuyết Hoa. Lưu Tuyết Hoa sinh ra trong gia đình học thức, nhưng bà lại có đam mê đặc biệt với diễn xuất. Đó là lý do sau khi trưởng thành, bà chính thức gia nhập làng giải trí. Với vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần cùng tài nhập vai xuất sắc, Lưu Tuyết Hoa lọt vào mắt xanh của Quỳnh Dao và trở thành nữ hoàng nước mắt với dòng sông Ly Biệt, người vợ câm, xóm vắng. Chẳng biết có phải vì khóc nhiều trên phim nên cuộc đời của Lưu Tuyết Hoa cũng bị ảnh hưởng hay không, mà bà chẳng may mắn trong tình duyên. Lưu Tuyết Hoa từng yêu Lưu Đức Khải để rồi bị phụ tình và mất luôn khả năng làm mẹ. Phải đến năm 40 tuổi, bà mới lên xe hoa với biên kịch Đặng Dục Côn. Bên nhau được 12 năm thì Đặng Dục Côn lại ra đi đầy bất ngờ. Không chỉ đau khổ vì cảnh mất chồng, Lưu Tuyết Hoa còn phải đối mặt với điều tiếng thiên hạ, bởi nhiều người cho rằng chính bà là lý do khiến ông xã từ giã nhân thế. Những người cổ hủ còn né tránh nữ diễn viên vì điều này. Đó là một phần lý do khiến Lưu Tuyết Hoa chọn cuộc sống quá bụa. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 72, bà vẫn cô độc không con cái. Ngoại trừ đi đóng phim thì bà chỉ ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc và giao lưu với mọi người xung quanh. Chung Sở Hồng. Chung Sở Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo khó vì quá nhiều con. Bà từng thi hoa hậu nhưng lại bị TVB ngó lơ. Mãi đến khi được đàn anh Lưu Tùng Nhân nâng đỡ thì người đẹp này mới được khán giả chú ý. Còn truyền thông xứ cảng thì ca tụng là Marilyn Monroe Hồng Kông. Với vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt ấy, Chung Sở Hồng được hàng chục chàng tài tử đình đám săn đón. Bản thân bà cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Châu Nhuận Phát, Thành Long hay Lâm Tử Tường. Tuy nhiên, sau cùng Chung Sở Hồng lại chọn cưới Chu Gia Đình vào cuối năm 1991. Đáng tiếc, năm 2007, Chu Gia Đình lại rời xa người vợ xinh đẹp vì bệnh tật. Cú sốc này lớn đến mức Chung Sở Hồng gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngày ngày, bà lấy nước mắt để rửa mặt, sức khỏe suy yếu đến mức phải gặp bác sĩ. Suốt nhiều tuần liền, người đẹp này phải đeo kính râm để che đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Sau khi lo việc hậu sự cho chồng, Chung Sở Hồng cũng quyết định sống thủ tiết, bất chấp có không ít vị đại gia ngỏ lời muốn chăm sóc bà suốt đời. Ở tuổi 63, Chung Sở Hồng dành toàn bộ thời gian cho công việc từ thiện và tạo niềm vui mới cho mình bằng việc học vẽ tranh và đi du lịch. Mễ Tuyết. Mễ Tuyết là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của TVB. Nhắc đến bà, người ta có thể dễ dàng kể tên loạt phim đình đám một thời như Anh Hùng Xạ Điêu, Võ Hiệp Đế Nữ Hoa, Hoắc Nguyên Giáp. Sau khi lớn tuổi, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho nhà đài và thử sức ở lĩnh vực khiêu vũ, game show. Xinh đẹp và tài giỏi, nhưng Mễ Tuyết lại lận đận trong chuyện tình duyên vì quá trọng tình trọng nghĩa. Bà từng đau khổ vì bị Thành Long phụ tình, nhưng vẫn chấp nhận tha thứ và bảo vệ cho người cũ, hay quyết định ở vậy cả đời để giữ sự trung tình với vị hôn phu Doãn Chí Cường. Mễ Tuyết và Doãn Chí Cường ở bên nhau suốt 26 năm dù không kết hôn hay có con cái. Đáng tiếc, bệnh tật lại khiến họ âm dương xa cách. Doãn Chí Cường không chịu kết hôn vì sợ vị hôn thê mang tiếng quá bụa, nhưng Mễ Tuyết vẫn tự nhận mình là vợ của người thương. Thậm chí bà còn muốn tổ chức minh hôn nhưng bị mọi người ngăn cản. Ở tuổi 67, Mễ Tuyết vẫn chọn cuộc sống cô đơn quá bụa, không chịu có thêm mối quan hệ tình cảm nào khác. Bà chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật và kiên trì ở lại TVB trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng. Đây là ba người đẹp có tiếng của Hoa ngữ. Vây quanh ba mỹ nhân chẳng thiếu người theo đuổi, nhưng vì muốn giữ trọn tấm chân tình cho người thương mà họ quyết chọn cuộc sống quá bụa, thủ tiết để thờ chồng. Điều này nghe thì dễ nhưng chẳng phải ai cũng làm được đâu. Tin sao Hoa ngữ, thế giới của những người quan tâm, yêu thích và luôn hóng drama trong Cbiz.